Chúa Phật hả? Tình thương ban rãi cho mọi người như vậy thì phải rồi. Nhưng mà khi học trò của quý ngài làm sai, quý vị, quý ngài cũng la rầy như thường thấy không? Nhưng mà khi bị người ta đóng đinh, quý ngài đâu có la rầy mấy người đóng đinh đó được, mà đâu có làm gì chi? Tại họ làm như vậy là cái sự họ phải làm, hả? Họ chọn con đường, họ chọn con đường chông gai, con đường dơ bẩn để họ đi như vậy. Thì thời gian họ chưa đến để mà họ 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 bị cảm hóa bởi Phật trời, cho nên họ chọn con đường như vậy. Cái cũng như mấy anh lính bắt họ phải đóng đinh, họ phải đóng thôi, chứ thật ra không phải là họ họ muốn ác như vậy. Thí dụ vậy đi, thì Chúa Phật lúc đó đâu có chửi bới mấy người đó, tại vì mấy người đó đâu có tin ngài đâu, đâu có lại mà biểu ngài dạy dỗ đâu. Nhưng còn học trò thì quý ngài nghiêm khắc như thường. Thí dụ vậy đó. Sư Phật đó, con của ngài ngài cũng la mắng chứ, là A La Hầu La đó. Ông nói nếu mà con mà không có học hành giỏi, không có tu hành đàng hoàng, nó giống như cái chậu rửa chân của người ta thôi, không có thể dùng để mà đựng đồ sang sơn trân hải vị mà ngon bổ được, mà người ta để trên bàn được, mà nó để dưới đất chỗ dơ chỗ giấy để mà rửa chân. Tại hồi xưa cái tục đó là thường thường hồi xưa đâu có giày dép gì bao nhiêu đâu, quý vị hiểu không? Giày dép giàu có lắm mới mang được không? Thường thường quý vị mà tu hành thì họ đi chân đất vậy hả? Tu khổ hạnh, cái quy luật của những người tu là như vậy hả? Những người mà xuất gia là đi chân đất cho nó dễ, mà đi đâu cũng mua giày, tiền đâu mua chưa, mà họ nói giày là làm giày da không à. Nếu mà không có mang giày da thì họ không muốn mang giày da, cho nên đi chân đất. Đi chân đất mỗi lần đi vô cái nhà nào đó thì họ ở bên ngoài, thường thường hồi xưa cũng đi chân đất nhiều lắm, tại không có tiền mà mua giày. Trước khi đi lên cái nhà nào đó thì ở đằng trước có làm một cái bồn để rửa chân, hoặc là một cái thau nước để đó, ai đi vô nhúng nhúng cái chân gì đó, nhúng sơ sơ, nhiều khi nhúng sơ sơ thôi, cho nó rớt mấy hột cát thôi chứ chưa chắc sạch lắm đâu, mà nhúng nhúng là sạch được phải không? Mình rửa xà bông rồi cọ cọ rồi tùm lum mà nó chưa sạch nó huống chi. Nhưng mà nó vậy tượng trưng mà ha, còn đỡ hơn là đem bùn đất vô nhà người ta đó, là nhúng nhúng cái chân gì đó rồi chùi chùi ở trước cái khăn đó rồi đi vô với nhau. Phật ví La Hầu La lúc đó như là cái đồ rửa chân như vậy đó, dơ giấy bao nhiêu bụi cát bặm, bụi bặm hay là cái bằng bùn lầy đó hả? Những đồ dơ giấy ở bên ngoài đem vô rửa với rồi nói con mà hư đó, giống như đồ rửa chân vậy. Không có ai quý trọng gì cả, không ai để lên bàn lên ghế mà thờ phụng, hoặc là dùng trong những cái việc mà cao đẹp hơn là cái để rửa những cái bằng chân dơ, thấy không? Chửi đó mức vậy mà con ruột á, con ruột không có chửi chứ con ghẻ không đủ chửi chi, con tao không đủ chửi phải không? Thì bởi vậy đó. Rồi thí dụ như anh An làm việc sai này kia đó, bị con gái dụ dỗ về nhà cũng bị chửi tơi bời á, nhưng mà là chửi riêng ở trong phòng private thôi. Chữ riêng chắc là đâu có ai mà kêu bằng cái gì record, đâu có ai mà vô tape giống như bây giờ đâu, thu âm rồi đâu, thành ra mình đâu biết ông chửi ai đâu. Nhưng mà nguyên cái cuốn Lăng Nghiêm á là nói cho anh An biết không á, dạy anh An một mình á phải làm sao để mà tránh những cái khuyết điểm để mà tu hành cho đàng hoàng này kia nọ. Lúc nào nó, anh An cũng phải biết như vậy, anh An cũng phải biết như vậy không, nó nguyên cái Lăng Nghiêm đó, nói cho anh An nghe không á, vậy ổng á. Tại lúc đó ông bị cái bà nó dụ dỗ bỏ bùa, cần gì bỏ bùa hả? Con trai gặp con gái khỏi bỏ bùa hả? Không biết ai bỏ ai á, bỏ bùa cho ai, khỏi cần bỏ bùa, nó nháy nháy mắt là tiêu rồi á. Nhất là mấy bà mà kêu bằng mà biết ăn diện ở ngoài kia đó, nghề nghiệp á, nghề của nàng á, khỏi cần bỏ bùa, bùa đâu bỏ lung tung vậy. Thấy không? Anh ăn cái kiểu mà cái bằng rất là bê bộ, không phải bê bộ, careless tiếng Việt nói là gì hả, quên rồi, không cẩn thận đó, thấy không? Bừa bãi. Anh ăn là giữ giới bừa bãi lắm. Ví dụ như Phật dạy không có được đụng chạm đến bà con gái, không có được dòm vô mắt người khác phái. Nếu mà con muốn giữ cái bổn phận của người tu hành thì đừng có bao giờ dòm thẳng vô mắt người con gái,
mà thấy người con gái đẹp thì phải tránh xa xa ra, đừng có kiếm cớ lại gần. Nhưng mà ổng thì ông cũng kiếm cớ lại gần gần á, làm bộ xin nước xin nôi rồi nữa. Cái bà đó không những cho nước không mà còn cho thêm cái khác nữa, tự nguyện. Thành ra ảnh về ảnh ngẩn ngơ mất hồn, rồi đi theo bả vô nhà luôn. Rồi là vô đó rồi mới giật mình, mới cầu Phật, rồi Phật mới hiện tới, mới niệm chú Lăng Nghiêm rồi cho chứ. Ừ, khỏi cần niệm chú mà thấy Phật hiện ra là hết hồn, ở đâu mà còn còn cái mà nước non nghĩa mà ở đó mà mê ai nữa, lo chạy. Thấy không, bị vô đó rồi sắp 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 sửa nghĩa là xuống thiền rồi mới sợ, mới kêu Phật ôm sùm á. À, thì cũng Lăng Nghiêm hoặc là chú Lăng Nghiêm là cũng do A Nan mà ra, bởi vậy đó. À, ông bừa bãi lắm, ông nghĩ túi tú mà túi ngon lắm mà túi đâu có bị gì đâu, túi đâu có nghĩ gì ai đâu, tôi thấy con gái như con trai chứ. À, mình đâu, mình khi mà gần gũi quá ha, mình quá bừa bãi thì thế nào cũng bị cái từ trường lôi cuốn vậy thôi. Đó là như cái duyên nợ hồi xưa, hiểu chưa? Duyên nợ hồi xưa là những nghiệp trước hồi xưa đó. Hồi xưa mình là vợ chồng với người ta, bắt đầu hồi xưa mình hứa hẹn người ta gì đó, bắt đầu hồi xưa bả mê mình bỏ bả này cái nọ đó, à bây giờ bả lại bả kiếm nữa, à kiểu đó. Thành ra Phật trời như vậy, mình nó giữ giới cho kỹ, chứ nếu không mai mốt nó lại nó kiếm nữa, tu nó cũng lại kiếm như thường, à trốn đâu cũng được hết á. Thành ra vậy, hiểu chưa? Chứ không phải nói ông Phật ông trời sao mà khó khăn quá thì tôi có mấy bà vợ kệ gì ông đó, mắc gì ông, ông cấm tôi, thấy không? Không phải cấm, nhưng mà nếu mình làm những cái chuyện mà bừa bãi mà mắc mà kết duyên kết nợ nhiều quá đó ha, thì mình đời đời kiếp kiếp mình mệt lắm, thấy không? Bữa nay năm bà rồi đời sau năm bà nữa là thành 10, biết chưa? Rồi mỗi lần mà đi xuống mà 10 bà đón là thôi hòa tơi bời hoa lá, có tu hành gì được hết trơn, đứng sẵn ở ngoài cửa, hiểu không? Năm bà đứng trong nhà, năm bà đứng ngoài cửa, đi đâu cũng đụng. Mà chừng đó kêu réo khóc lóc thì không có được gì cả. Cho nên mình nếu mà không muốn cái nghiệp cái quả thì đừng có trồng trồng cái hột nha, đừng có trồng cái nhân. À, thì không có cái quả vậy thôi. À, ý Phật nhắc nhắc vậy thôi. À, con đừng làm vậy, đừng làm vậy, làm vậy ha, con làm vậy mai mốt mệt lắm, vậy thôi. À, còn nếu mình muốn làm kệ mình, Phật đâu rảnh lo hoài, thấy không? Con ruột cũng vậy thôi chứ hả. À, con ruột mà không có tốt thì cũng thành con ghẻ, thấy không? Nhiều khi con ghẻ tốt thì trở thành con ruột. Ừ, như con La Hầu La lúc còn nhỏ mà ham chơi, mà ham chơi làm biếng là cái giải đãi. Thành ra Phật lúc nào cũng phải nhắc nhở mà nghiêm khắc lắm. Ừ, có một lần có khách nào khách khách mà gì đó, có thầy tu nào ở phương nào khách tới, Phật mới biểu A La Hầu La nhường cái chỗ cho khách ấy ngủ. La Hầu La phải ôm mình bác chạy ra cái phòng, cái phòng khác, phòng khác. Cái lúc đó cái vị thầy đó đi vắng, cái La Hầu La ngủ đó một lát, cái ông thầy đó về, cái La Hầu La chạy mất, không có chỗ nữa, ôm ôm bình bát chạy vô toilet ngủ, nhà cầu nhà cầu Việt Nam, vô đó ngủ, thấy chưa? Đâu phải con của Phật rồi là ngon đâu, thấy không? Đâu phải Phật đối với con cái mình kêu bằng có sự thiên vị, thấy không quý vị? Thấy không, đối với khách còn hơn đối với con nữa. Ừ. Là bước vào cái ông đó chờ cái con hòa hòa sẵn hồn nó, ủa trong thầy biết hòa ở đây, ông nói tôi biết trong này này. À, cảnh vừa tới rồi hòa ôm ổng thì ông chỉ cái hình sư phụ, ông nói rằng đây là anh là đại phước đức, bởi vì sư cô Thanh Hải là một vị cổ Phật, rồi một vừa bị minh sư tại thế, và một vị anh mà cũng coi như tất cả cái cuộc đời đã không có sư, thì sư cô Thanh Hải là coi mấy ngàn năm sau mới gặp. À, cái tự nhiên họ thấy ông nói như vậy, họ thương thương ông quá đi, ông ổng trong lòng giận nó. Thì bây giờ thật ra tôi thiệt là tôi cầu nguyện cho cô anh hết, tôi xin cùng tôi là con người, tôi 30 mấy năm tôi trì pháp, tôi bỏ biết bao nhiêu tục nữa, mà bây giờ cái chữ cuối cùng là thầy quan. Dạ. À, mà con cũng lạnh mình á, sư phụ, là con tự nhiên con bật con khóc ra, rồi con nói như vậy thì thầy thầy gặp sư sư phụ tôi trường hợp nào?
để tôi ngồi tôi thiền, tôi thấy là sư phụ anh đem đem xuống dạy tôi về giáo lý của thầy của anh, và thầy đang sai tôi ở đây là biết bao nhiêu vị đệ tử và biết bao nhiêu vị Bồ Tát ở Việt Nam đang chuẩn bị, nghĩa là tôi là một trong những người mà thầy của anh bắt tôi phải giữ nhà để rước sau này sư phụ của anh trở về Việt Nam. Đó là nguyên văn. Giống như chuyện thần thoại. Con không ngờ mà nó xảy ra. Đáng lý hôm qua ông kia con lên con kể cho quý vị Phật tử, à, quý vị đệ tử đây ngay luôn mà con sợ quá đi. Năm bị Phật mà lên thấy sư phụ chặt luôn. Cái sư phụ đó hả? Dạ không, với lại con lên con ngồi đó thì ông kia ông phá. Ông ta ông nói, tao giao thông với sư phụ thôi, ông đi đừng có nói nè. Nhà sư, ông có nhờ con có gửi thơ cho sư phụ, mà con gửi cho sư đồng kiểm, và đồng thời ông gửi hai cái hình nhà sư phụ thì có gửi sư nào về cho ông truyền pháp đấy, và truyền giáo lý truyền các bạn. Dạ, cảm ơn sư phụ. Có nhiều chuyện rất nhiều nhưng mà dạ, hai sư phụ cũng hơi ngại khác. Hả? Sợ nữa hả? Con về thì cũng cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Để em con sợ. Em của con không sợ đến mức nào nữa. Em của con đau gì mà con sợ đấy? Em của con đau mấy tháng trời nó nằm mà, nhưng mà con về chuyến này thì chắc chắn là nghĩ rằng má con sẽ chết, bởi vì bà già quá rồi. Nhà về thăm Hội An về cái thành phố cũng buồn bã lắm, từ mấy chục năm mười mấy năm trời cộng sản chiếm mà đến bây giờ không đi về. Con thân nữa là cũng có cái cơ hội đi thăm từ Nam chí Bắc, thăm tất cả các đường tu đó, tôi có cơ hội thống nhất các đứa của mình về thăm các bạn đường tu. Thì ghé về Hội An thì gặp thầy Lý Phẩm và gặp một anh Phương là ảnh ở Hội An qua Hồng Kông được sư phụ truyền cho bán, ảnh quay trở về, ảnh trở về lại Việt Nam và đồng thời ảnh đang mang cái giáo lý của sư phụ truyền khắp cái dân Hội An đó, rất là dễ thương. Ảnh nói bây giờ cái cuộc đời ảnh chỉ có cái pháp môn Quán Âm ảnh truyền bá được, rồi ảnh chết ảnh cũng sợ nữa. Thầy à, thì ba cha ảnh là một người thầy pháp chuyên môn gọi tất cả hồn ma về cái sư phụ. Dạ, thì cái công an á nó cấm, nó nói nếu như nhà ngươi mà làm cái nghề này á mà nếu như thực sự mà lèo quả đúng á thì ta cho cấp cái giấy, thì nếu như mà trường hợp mà không đúng á ta sẽ bắt mày thằng đốc. Dạ, thì hôm đó kêu tất cả cái dân hồn an ra họp tất cả, thằng kêu ông tới nó đâu bây giờ nhà ngươi nói là nhà ngươi là chuyên môn cúng bùa cúng pháp á, thì có thể là cứu những người mà bị ma nhập á, thì hôm nay ta sẽ dẫn cái ông tới đây mà ông bị ma nhập, nếu nhà ngươi cứu được ta sẽ trao cấp giấy phép cho nhà ngươi làm, mà nếu như nhà ngươi mà cứu không được ta sẽ bắt cổ nhà ngươi vô nhập nhà nát. Dạ, còn nó được tôi sẽ sẵn sàng. Thì ông sắp hương đèn rồi ông thêm những hồn mà ông gọi tứ chứ ông âm la hết đi đủ thứ ta bây giờ ông đóng hết đông quá trời, thì cái công an dẫn cái ông đó ông đe lưỡng trời mát múa nói ông với ông niệm vô chỉ ông đó, ông đi đâu có điên đâu, ông đi giả cái công an đúng mày là đúng, thật là cái ông này ông giả điên không phải điên. Có cái giá đấy ông làm nghề, thì con có ghé qua cái nhà ổng, thì ông nhà ổng ở giữa nhà ổng ở giữa ông thờ một cái Phật rất là lớn. Dạ, hương đàn là nghi ngút, còn bên phải thì cái bức cái thờ bên đó thì có một bên phải thì có thờ một cái hình của sư phụ, một cái hình sư phụ để ba tay tâm đến sư phụ. Còn anh Phương là anh đem từ ở Hồng Kông về là vì con ruột của ổng. Thì ổng mới nói như thế này, ổng nói mi á, mi theo cái một cái xin lỗi là mi theo cái bà sư phụ và Tinh Hải ta đâu có biết, đâu có nổi tiếng gì lắm đâu, nên mi theo làm chi, bây giờ mi để theo ta cúng bùa cúng lại có ăn hơn. Sôi thịt từ lúc mà theo bà ăn chay rồi xót xót luôn thế mồ. Quỷ làm chi? Con đi theo tao học giáo lý sư phụ, học giáo lý của tao kinh điển rồi giải thoát cái con ăn ba cái gọi ma hồ mày chết ở lại đây đó. Con chậm là sư phụ làm có trời ông tá quả tôi tin. Ông bắt đầu cái ông mới gọi thầy ông tới. Thầy ông là cái cấp bậc thấp sư phụ. Cao hơn nữa hả? À, nhưng không, con thầy ông là chuyên môn gọi hồn đó. À. Thầy ông tới quỳ lại sư phụ quá trời rồi. Thôi tao cũng sợ quá. Sao
sáng ngày hôm sau tất cả những cái giang hồ án đồ đó mới đời thì ông mới kêu không sao bây giờ mau mau làm sao cái thông tin nào mà cô Thanh Hải tới mình được nói tới cái chuyện pháp ta không bỏ nghề không hết chưa. Còn cái này là cũng còn cái chuyện ba láp vậy thôi. Anh gặp anh cũng y như vậy đó. Con về tới Nha Trang. Nha Trang thì cái ghé mấy cái bạn đồng tu rất là đông, bây giờ tới gần 200 người rồi, tiền tao bắn rồi. Dạ. Thì con đến Huế, thì đến Huế gặp một vài vị đồng tu. Và bây giờ cũng cải biến tốt lắm rồi, đỡ hơn hồi xưa nhiều phải không? Dạ vâng. Có đèn ép quá sức vậy. Dạ. Lần lần sẽ tốt nếu mà người ngoại quốc họ tin tưởng thời vô thì đỡ lắm á. Tại sao? Cái dân mà có học ở trong nước ở chung này, người ta rất là hâm mộ những cái băng, những cái thép luôn. Dạ. Băng đâu có bao nhiêu đâu hả? Dạ, nhưng mà ta mượn, coi mượn vô, viết rồi mất luôn. Con về công tranh, cái chuyện này cũng dễ sợ lắm. Thì gặp hai ông bạn, hai anh rất dễ thương. Thì ảnh đang đi làm, thì ảnh không biết sư phụ là ai hết trơn á. Thì hôm đó tự nhiên ảnh nằm ảnh ngủ, ảnh ngủ chim bao ảnh thấy sư phụ đến. Mà nó ảnh dậy, ảnh giật mình dậy, ảnh nói với bạn ảnh, ảnh nói tại sao khi hôm ta ngủ ta thấy cái chim bao lạ quá, có cái bà nào bằng mặt áo vàng dài mà cái đội đội cái mũ hải quân. Dạ cái hải quân được mũ đội có bói. Dạ không biết sư phụ là ai đó sư phụ. Nó là lạ bên nó cái sư cô nó nói như thế này. Đúng nó rồi. Ngày mai nhà ngươi tới cái con đường đó gặp cái chị Loan. Cùng xuống số nhà y chang như vậy. Thì nhà ngươi kêu cái người đó là mở lấy cái kinh điển của tao, giáo lý của tao là đi học đi rồi tao. Lo tu hành đi. Dạ. Của ta nhà dạ. Của tao. Dạ. Nói của chuyện ta. Cục lốc. Dạ. Dạ thì như vậy thì ngày mai đó ông dạy tao đó. Mi tớ. Ngày mai đó. Ngày mai ông dạy ông rủ một người bạn đó. Nhưng mà ông không tin, ông nghĩ đó là giấc mộng thôi. Nhưng mà ông cũng vẫn nghĩ thôi kệ cứ đi thử sao có chuyện gì lạ không. Thì ông lấy chiếc Honda nữa, một đam á, thì ông chở một người bạn tới cung đường đấy. Ngay cái cung đường đó. Và đồng thời ông vừa đấm cái cửa ra, cái cửa mở thì cái chị mà mở cửa thì đúng y cái chị mà ông nằm trong mộng y chang đó. Mở cửa mà cũng tên Loan hả? Dạ. Thì mở cửa thì cái tiếng mà trong phân trong nó vọng ra, thì tiếng sư phụ đang thuyết pháp ở trong trong cái video á sư phụ. Ông nghe cái giọng nó giống như cái giọng khi hôm mình đã thấy chim bao khi hôm y chang đó. Cái anh chàng nói như vậy thì chị Loan cho tôi mở cửa tôi vào tôi xem thì có được không. Nó được anh ở đâu? Tôi nói dạ tôi ở dưới Cam Ranh đây, tôi cũng ở gần đây. Thì anh vừa chạy vào thì anh thấy đúng rồi cái Nico đi không, tôi thấy đây này trong mộng. Thì cái chị này chị nghe kể cái chị hoảng hồn. Chị nói là sư cô nên biểu khi hôm tôi thấy chim bao như vậy là sư cô biểu đưa tôi quyển sách giáo lý á cho tôi về tôi xem. Thì cái chị Loan chỉ nghe chị hoảng hồn quá, chị mới lấy cái quyển sách Tức Khắc Hay Ngộ Một á, chị đưa ông về, ông mừng quá trời. Đó là cái chuyện mà ông thấy cái mộng, mà cái giấc mộng y chang như mà sư phụ chỉ dạy ông. Thì ông về ông ngộng thiền, thì ông thiền á, thì ông vừa ông tọa thiền cái ông vừa ngồi ông cái chị Loan chỉ nó thôi bây giờ ông chỉ ăn chay đó, ông ăn chay đi, và ông chay 3 tháng hay là 4-5 tháng gì đó, có người ở Đài Loan. Sư phụ cử người qua ông có thể truyền pháp được. Thì bây giờ trong khi ông có thể ông ngồi ông thiền á, thì thừa phép phương tiện á, ngồi ông nhắm mắt và ông lấy cái trí huệ đây. Thì ông về ban đêm nó hai người bắt đầu thiền, thì tự nhiên ông ngồi ông thấy một cái đám mây, nghĩa là ánh sáng rực rỡ, nghĩa là rất là sáng quá giống mặt trời như vậy. Thì có một trong cái đám mây thì có một cái tòa sen sư phụ ngồi trên đó xuất hiện. Trời ông ngồi ông bật khóc. Thì sáng ông nghĩa là bây giờ cuộc đời ông không có đi làm gì hết, sư phụ. Ông coi như là ông ngộ quá rồi, ông chờ một ngày nào đó thì có thể là ông được truyền pháp. Thì ông đi ngang qua một cái chùa đó, gọi là tự nhiên ông thấy cái chùa Thanh Hải, có tên chùa Thanh Hải, có cái tên chùa Thanh Hải. Thì ông vô ngày nào chiều ông vô quét dọn, nghĩa là cúng dường, ông quét dọn. Tự nhiên ông thấy cái tay nó dễ thương quá. Tự nhiên ông thương cái tay nó. Đó là thật sự là con hoàn toàn nói sự thật 100%. Con về cái chuyện mà con có cái chuyện lạ như thế này nữa. Con về Hội An thì má con á, bà thì cái dân Hội An thật ra nói cái giọng thì không hay lắm, Quảng Nam. thì con có nói dạ Quảng Nam thôi. Dạ thì em của con á đau 3 tháng trời rồi, nó nằm liệt giường á. Thì con cứ chỉ phát về nó là có thể về Hội An thôi chứ chưa biết. Nhưng mà đến khi con bước vào trong nhà thì tự nhiên cái tư tưởng nặng quá đi, bước vào không được. Thì con em nó tự nhiên nó bước, nó dậy được 2 ngày này, nó đi chợ, nó dọn dẹp sạch sẽ lắm. Cái tự con bước vào, cái con ra, phía sau con thấy nhốt 2 con gà đó. Phía sau con nói mẹ nó, má con khóc quá trời.
Thầy cũng nói thôi bây giờ má đừng có nuôi gà nữa, bởi vì bây giờ con khác rồi, con ăn chay với lại con theo một cái pháp môn Quán Âm, thì mẹ bây giờ mẹ cũng chuẩn bị ăn chay là vừa, chắc chắn là không vô không được. Dạ, dạ không, già quá đó. Dạ, thì con nói thôi bây giờ mẹ đeo cái hình của sư phụ của con đó. Thì một bảo lần mẹ cần cái gì con mẹ cầu Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư, thì có thể nó có thể là cái mọi việc đều tốt đẹp với mẹ. Thì em của con nó cũng đeo vào được ăn chay, mà em rể nó cũng ăn chay, và đồng thời nó lái hai con gà nó thả vào trong rừng đó, nó không có nuôi nữa. Thì buổi chiều hôm đó mẹ con ra xách nước để đem vào để mà giặt giũ đó. Tự nhiên cái xách nước lên, cái gào nó trật cái tay, cái tự nhiên sưng lên. Thì bà cũng cái bộ già rồi, bà cũng nhớ cái tên của sư phụ lại, bà nó Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát Thanh Hải. Cái con khổ quá, con có cái điều trị, nghĩa là Quan Thâm Bồ Tát cứu giúp dùm cho khỏi cái tay, thì cái tay nó lành trở lại ngay trở lại liền. Nam Mô Đại Hải Thượng Thơ Bồ Tát. Dạ, giống như mẹ con Ngọc bây giờ. Thì đó là những cái mà con về con thấy cái thể nghiệm đáng ghi nhớ sư phụ nha. Bà Thanh Hải là bà nào mà. Yeah. Bây giờ thật ra ở Việt Nam có những cái buồn mà sư phụ đã nghe được rồi, khi sư đồng điểm nói, nhưng mà có cái những cái có những người đồng những đồng tu họ về bên kia họ làm không có được vừa làm sư phụ đó, nhưng đa số đồng bào nhất là ở thôn quê rất dễ thương họ vì dạ dạ con đến tới tận nơi đó sư phụ, người ta nghĩ là mặc dầu có nhà nghèo dễ sợ lắm, cơm không đủ ăn, nhưng trong cái bàn thờ cái hình của sư phụ người ta treo lên một cách trang trọng, người ta thắp những ánh sáng nó chiếu vào rất là rực rỡ hơn cái bàn thờ Phật á, bọn họ kính trọng, một tính trọng dễ sợ lắm. Con nói con họ tôi hòa về đây là tính cách là đồng tu của Mỹ đến thăm đồng tu Việt Nam, chứ không có nghĩa là đại diện của sư, không có nghĩa là với danh hiệu sư phụ gì hết. Đừng làm như vậy, tôi sợ lắm. Làm như vậy là sư phụ biết được rồi, tất cả tôi đi đây là chắc chắn là sư phụ cũng biết, chứ không phải không bên trong. Thắp đèn nghinh đón Bồ Tát. Dạ. Bồ Tát San Jose Bồ Tát. Dạ. Los Angeles Bồ Tát không? Dạ không. Thì có những cái chuyện cái vậy cũng được, làm vậy cũng được, không dám về nhà, không dám về đại nữa. Dạ. Là ngồi thiền liền chứ không thôi mất trí huệ hết. Dạ. Mất dạ. Phước báo. Dạ. Làm vậy cũng được ha. Dạ dạ. Cảm ơn sư phụ. Mình sợ mình tu thêm, phải không? Dạ dạ. Để không có xứng đáng. Dạ. Thì con ra Huế gặp cái anh Thương đó, ảnh cũng người Huế. Thì vừa rồi cũng có sư ở lại ở nhà của anh đó. Không có đến nơi. Thì đến Cam Ranh, con đến Cam Ranh đó thì có 40 mấy được đồng tu chủng tu chưa truyền tâm bắn. Thì có cái chị được truyền tâm bắn ở Hồng Kông và chỉ gửi cái mũ của sư phụ tặng chị. Thì chị để hòa có đến cái nhà đó thì trời nó mưa tầm tã dễ sợ, thì hòa đến đó thì hòa thấy con thấy trên cái bàn thờ thì người ta đang làm một cái lồng kính, người ta thờ cái mũ của sư phụ. Thì mỗi buổi chiều chủ nhật người ta tới người ta cộng tu, nhưng mà người ta tu theo phép phương tiện thôi. Tu xong người ta lấy cái mũ tới người ta truyền với nhau, người ta hôn cái, mỗi người hôn cái, hôn thiền hôn hết rồi vấn đề người ta để lại người ta thờ. Đó là cái lòng cái là quý kính trọng của sư phụ mỗi cái địa phương. Dạ vâng. Mỗi người tu dạy. Dạ. Dạ con kể tiếp cái chỗ dư phẩm á, thì anh sư nói là sư giới thiệu sư phụ thì quay qua hỏi với Hòa là nói rằng hôm qua hai hôm nay anh có cầu cái gì không. Hòa nói Hòa chưa kịp trả lời thì anh nói rằng vì hai hôm này á tôi có tôi biết á là sư cô Thanh Hải anh á là biểu Lâm Hải đừng có trời đừng có mưa nữa để cho sư cô học đệ tử của sư phụ Thanh Hải về đây thăm Hội An, và con có nhớ là con có về đó thì trời bão lụt quá trời. Thì con có cái cầu sư phụ nó là sư phụ ơi, cho con sư phụ giúp cho đừng có mưa vài ngày để con thăm tất cả các bạn đồng tu ở Hội An và thăm quê hương. Và thật sự ra vì trong cái đài truyền hình nó nói là 7 ngày mưa liên tiếp mà tự nhiên ngày mai tự nhiên trời nó tạnh không có mưa. Đó là những cái mà rồi con nói sư như vậy là sư như phẩm như vậy làm sao sư biết, bởi vì tôi thường thường á cái hôm mà hòa ngồi chờ cô sư về tôi về á thì tôi thấy trên cái trên trời nó cái âm vang nó vọng xuống lỗ tai tôi là sư phụ anh biểu rằng tôi phải về gấp để gặp anh là đệ tử của sư cô Thanh Hải đang thăm anh ở tại chùa đó. Đó. Dạ. Linh quá ha. Dạ. À, hết hồn ha. Sợ chứ sao. Sợ ghê ha. Dạ. Sư phụ cũng sợ. Sư phụ chưa có từng nghe mấy cái câu chuyện này bao giờ. Đọc sách đâu cũng thấy đâu hết ha.
Con có nghe không? Nghe mấy chuyện nào? Chuyện ngàn lẻ một đêm mà không có hả? Ok. Còn nữa không? Đó là phải không? Dạ, cũng còn chứ. Còn hả? Kể tới mai hả? Quý vị có muốn nghe nữa không? Ảnh là một gì một thầy, ảnh chữa tất cả những cái bệnh về ma quỷ này nọ là ảnh cam đoan 100%. Ảnh nói là ai nếu mà bị cái vấn đề mà ma quỷ mà có hành rồi này nọ thì ảnh trị hay lắm. Tại vì ảnh nhập cái xác gọi là Hồng Hài Nhi. Rồi cái khi mà ông chú của ảnh á ở Việt Nam mà qua bên Canada thì ông chú của ảnh là bạn thân với con Thích Thanh Từ ở Việt Nam. Dạ. Thì cái ông này đó thì ông là giáo sư của vị này học văn hạnh. Dạ. Ông bạn bây giờ ông không xuất gia nhưng mà ông đối với ông Thích Thanh Từ coi như ngang vai với nhau. Thì ông mới điện thoại qua ông chú của ông. Ông nói rằng tôi với này có những người bạn mà có những cái cuốn băng của sư cô Thanh Hải, con có coi rồi nhưng mà con thấy là bây giờ chỉ con đường duy nhất đó để con theo. Giờ hỏi chú và chú chấp nhận thuận hay không? Chú là ông dạ, giáo sư gì dạ hả? Giáo sư đó, ông bạn thân với ông Thích Thanh Từ. Thì ông chú nói theo mà chú nghĩ thì con nên đi theo mà sư cô để truyền tâm ấn đi. Thì ông mới nghe lời. Ông nghe lời cái ông đi đến người bạn đó để ông hỏi, để ông ngày đó này nọ, ông xuống dưới lối xuống trường tập bắn. Thì ông lại ông hỏi cái ông bạn của con đó, ông hỏi anh á, anh đi theo sư phụ của anh, nhưng mà anh biết sư phụ của anh là ai hay không? Thì ông bạn của con mới trả lời, biết thì tôi mới theo chứ tôi không biết thì tôi theo làm chi? Cái ông này ông hỏi vậy chứ sư phụ của anh là ai? Thì ông bạn của con mới trả lời á, thì Phật chứ còn ai nữa? Dạ ông này ông nói Phật nhưng mà Phật nào? Dạ cái ông này ông nói tôi biết sư phụ tôi là cổ Phật thôi. Chứ còn danh của sư phụ thì tôi chưa có được biết. Cái ông nói vậy mà tôi chưa truyền tâm ấn mà tôi biết. Tôi biết đó. Yeah. Cái ông này ông nói trời, như vậy là tôi phục anh quá. Nhưng mà anh phải cho tôi biết coi tại sao mà anh biết. Ông nói là chẳng những biết một lần thôi mà nó là đi biết tới ba lần tôi mới vô tôi truyền tâm ấn. Cái ông này ông hỏi sao anh biết được? Ông nói anh á, anh biết là tôi trị bệnh hay phải không? Ông kia nó thì phải rồi, tôi nghe tiếng anh. Cái ông này ông nói nhưng mà anh biết là ai dựa cho tôi không? Cái người nào nhập xác tôi trị bệnh không? Ông này nói không biết. Ông nói là Hồng Hài Nhi. Thành ra ông nói là Hồng Hài Nhi anh biết đi theo hầu ai không? Ông này ông nói biết bị có giá hình. Ông nói hầu Quan Thế Âm Bồ Tát. Ông nói là khi mà tôi muốn đi vô mà tôi truyền tâm ấn, tôi đã coi hết sách rồi, đồng ý là sách của sư phụ nói cái giáo lý rất là hay và đúng cái không có cái chỗ nào mà có thể mà đã phá được. Nhưng mà tôi cũng chưa tin, do đó tôi cầu Hồng Hài Nhi về lần thứ nhất. Thì tôi hỏi, thì Hồng Hài Nhi nói chừng nào mà nghĩa là tôi quyết tâm thì sẽ cho biết. Thì tới lần thứ nhì hỏi thì Hồng Hài Nhi mới trả lời là sư phụ của anh đó là Phật Quan Thế Âm. Đây, ông nói gì vậy, trúng tủ tôi quá, thành ra tôi phải vô. Cái ông khi mà ông nói vậy rồi thì ông mới nói như thế này, ông nói là những cái Phật tử mà có ảnh hưởng về những cái cuốn băng mà lúc trước mà có những cái vấn đề đã phá công kích bên Phật giáo đó sư phụ. Thì ông nói là nếu mà những người nào mà có những cái, bởi vì ổng á, ổng là ổng cũng là học trò của ông Thích Thanh Từ. Dạ. Thì ông nói là ổng sẽ xác nhận cái vấn đề đó cho. Bởi vì theo ông biết thì thầy Thích Thanh Từ cũng đã biết cái vấn đề đó rồi. Thì ông nói vậy, thì kỳ này ông có gì nữa. Thì biết là cái vấn đề mà lúc trước mà ông có, dạ, ông có hiểu lầm sư phụ. Dạ, bây giờ thì dạ. Ai mà có hiểu lầm. Dạ. Sư phụ đâu có chớ ngại gì đâu. Dạ. Vậy nghe rằng ông Thích Thanh Từ bây giờ ngài ở Việt Nam thì ngài cũng bế quan. Dạ, không có ít tiếp khách nữa.
Dạ, có... Nó kẹt. Dạ. Nó kẹt. Dạ, tổng kẹt hai bên. Không có được dễ dàng. Dạ. Nhiều khi nói chuyện bị người ta ép nói, dạ, không biết đường đâu. Dạ. Con nghĩ ông phải... Không phải nói theo cái chiều của họ. Thì cái đó là có thể là một cái lời ông nói như vậy để nó xóa phần nào cái dư luận đi. Yeah. Never mind, no problem. No problem at all. Không có chuyện gì trở ngại. Không có gì. Còn gì nữa? Hòa còn nhiều mà hả? À, cái thầy Phạm nói trước khi con ra đây có từ giả hả? Con có từ giả thầy đó. Thầy nói là anh Hòa với mấy đệ tử về đây, tôi có khuyên mấy lời như thế này. Là bây giờ các chùa là ma vương với quỷ sứ nó đậu lúc thầy tu nó ở rất nhiều. Mà ổng là thầy tu Phạm nói vậy. Cho nên anh rất cẩn thận, anh truyền bá giáo lý sư phụ, nhưng mà anh phải cẩn thận, anh phải cầu nguyện sư phụ nhiều giúp cho anh. Chứ còn không mà lấy sớ nữa, nó chột công an tới bắt, nó quấn anh rồi anh kêu sư phụ rồi cái má sân rồi. Dạ, truyền phẩm khuyên vậy đó. Mà ổng là thầy tu mà ổng nói. Thật cười. Ông kính trọng sư phụ lắm, cho nên có cái, con có gửi cái thơ qua, nhưng mà sư kiểm, đồng điểm cắt trên đó sư phụ. Dạ. Ông viết lời lẽ tội lắm. Ừ. Mong sư phụ cố gắng giúp đỡ cho ông được truyền giáo lý. Yeah. Ông tu 30-40 năm, tốt nghiệp trường đại học Vạn Hạnh. Yeah. Mà ông sư nói rằng gõ mấy chục chỗ rồi, bây giờ cái con đường này là con đường cuối cùng ông đến sư phụ. Yeah. Ông sống trong đó mấy thầy ghét ông lắm. Yeah. Vì ông nói thẳng thắn quá. Với ông nói là ông truyền bá giáo lý sư phụ thẳng thắn quá đó. Dạ. Người ta không ưa ông. Dạ. Các chùa họ có trình độ học thấp quá. Dạ. Nó biểu chí, nó thờ hình sư phụ chí. Không, nói con đường cuối cùng chỉ có đi theo minh sư đại thế thôi. Dạ. À, có. Có rồi. Dạ. Người ta thành tâm lắm, ta mới xuất gia chứ. Dạ. Còn có những người xuất gia vì danh lợi hoặc là vì trốn lánh xã hội nó cũng nhiều lắm chứ không phải. Dạ. Thì những người đó không có hiểu sư phụ. Dạ. Còn người ta thành tâm, ta xuất gia là vốn người ta đã muốn tu rồi. Dạ. Ừ. Có nhiều bữa trong chùa nấu cơm mà không mời ổng ăn gì đâu, không kêu ổng ăn gì đâu, không đói hoài vậy. Dạ. Dạ, là vì không mời ổng. Dạ. Hả? Có mấy thầy trong chùa gác ổng đó. Rồi có bữa ổng đi lang bang ở ngoài, ổng xích, ổng kiếm ăn ngoài thôi. Ừ. Ông không mời ổng ăn trong chùa. Dạ. Đúng nhiều không? À. Bây giờ nghe đâu Hội An với lại Huế cũng đông á, trường trường Tâm Bắn á, Đà Nẵng á. Nha Trang rất là đông. Ừ. Nha Trang có hai cô Thảo với cô Minh, sáng tác nhạc thiền của sư phụ. Nhờ con đem qua đây, nhưng mà cô gửi cho Bác Cẩm, thì Bác Cẩm cắt nó, ta để Bác Cẩm gửi. Cô ta có nguyện ước nguyện như thế này, nếu như mà không gặp được sư phụ á, thì cô cố gắng cô đi vượt qua bên Trung Quốc, rồi cô bán tất cả đồ và cô đi Trung Quốc và cô vượt qua bên Hồng Kông và qua bên Thái Lan, bên Thái Ban, thay biểu nó dẹp đi phải không? Dạ, muốn để gặp sư phụ xuất gia đó, cái nhưng mà con nói ta đừng làm cái điều đó, là vì quá thân sư phụ lúc nào cũng có. Mình tu hành là không phải cái nhục thể đâu. Dạ, cái trí huệ thôi. Dạ, con nói như vậy có được không sư? Được. Dạ. Thì con nói với anh, dạ, con hai cổ. Có một. Dạ. À, con. Nguy hiểm mất công. Dạ, mà mất cái sinh mạng uổng chứ. Tăng mình khó đặng. Dạ. Mình biết đâu qua đây rồi cái sư phụ về bên đó. Dạ. Yeah. Thế giới nó vô thường mà, đổi bên đây gì mà hàng khác con đổi mất công chạy tới thì luôn mất công ha. Dạ. Thì lúc đó Moses lên trên núi gặp Thượng Đế. Lúc đó con muốn nói rằng sư phụ là Thượng Đế mà sư phụ không cho con nói.
When? Lúc mà con nói cái trải nghiệm của con. Thôi nói làm chi mà thành thử ấy, khi về lều cứ ấm ức nói là tại sao mình không muốn nói cho tất cả mọi người nghe những cái chuyện đó. Con biết là sư phụ lúc nào cũng khiêm nhường. Never mind. Sư phụ không biết khiêm nhường là cái gì hết. Quý vị vui sướng là được rồi. Không cần nghĩ sư phụ là cái gì anh nhầm vậy. Tu hành thấy thoải mái lắm sư phụ. Mà hồi xưa thì cứ 3 giờ rưỡi dậy. Có bây giờ có nhiều khi sư phụ có nhiều khi đánh thức tới 2 giờ sáng dậy. Mà 2 giờ sáng tới 6 giờ rưỡi gần 7 giờ. Mà thấy đủ rồi. Đủ nguyên ngày rồi. Buổi chiều. Bù quá thiện thất luôn. Dạ thưa sư phụ ở Houston có nhiều khi tụi con thứ bảy thiền qua đêm luôn sư phụ. Dạ. Wow. Dạ. Không đủ. Không đủ. Dạ. Không lần mà thấy vui lắm. Ok. Những gì lại chứ chứ sao. Mình thích thì ngồi á, ngồi mấy giờ rồi cũng được á. Thì qua ngồi từ 8 giờ rưỡi tới 11 giờ. Sau rồi vào khoảng 12 giờ rồi tới 3 giờ rưỡi. Wow. 4 giờ tới 7 giờ. Sáng nhiệm rồi luôn à. 9 giờ đến 12 giờ. Mình mới lạnh lẽo ngồi đâu có mát mà đâu có sao hết. Mùa đông thì á. Trời trời này lạnh. Ngồi nhiều người thì nó tiết kiệm điện á. Dạ. Nó cũng là lý do là con khung vali lớn lớn được. Trời nó lạnh, nghĩ bữa nay cũng lạnh. Kia mà lấy người nào thì lấy. Năm rồi tháng 12 con lên Mèo Lý lạnh quá trời cũng chịu không nổi. Kia này cũng Mèo Lý lạnh, nhưng mà ở đây không có lạnh. Thành ra kia này sư phụ phải làm trại ở đây, quý vị có khiêng rồi nhưng mà vậy đó. Mèo Lý đâu khiêng như vậy không? Nhưng mà ở đây hay quá sư phụ. Đẹp em hay quá. Đã trời, ngay từ đầu sư phụ xuống như này cái là thấy đã, đồ xuống mà nhưng mà nhìn thấy cái cảnh trời. Không nghe thế sao? Mình tắm đó sư phụ, trời đã tắm, ngày nào cũng tắm. Cái đặc biệt là mùa đông lại có nước hết sạch. Ấm ha, vậy sư phụ mới đây chứ. Làm vô tiên cảnh của sư phụ. Khỏe hả? Biết bàn suốt rồi đẹp quá hả? Đẹp lắm. Và buổi sáng sau khi thiền xong nhìn lên sư phụ nó có những cái sương mờ mờ. Sao lãng mạn quá rồi. Nhớ phong cảnh này như trong cái băng thì thất đầu tiên sư phụ mới được chút đây. Có không? Giống đi, giống đi. Thì con ngồi mỗi lần con thiền như con sướng về cảnh thiền. Bây giờ thấy rồi. Vô động đá thôi. Cái cảnh nó là mình dễ tâm hồn nó dễ rung động. Dạ. Sư phụ ở Houston bây giờ lạnh á, họ thấy là ở đây là cao hơn, là cái chỗ đây ở đó thì khi các con bước vào trong này mà lạnh, cảm tưởng như là mình thật sự là đi vào đất Phật. Ở đây cũng khỏe ha, mới vô là khỏe rồi ha. Một đống người như thế này. Quý vị đi qua bên Đài Bắc một chút ha, nó cũng lạnh nhiều khi 2 độ. Năm rồi tháng 12 cũng qua đeo đâu đem đồ là bên đây là Asian country, nó mát, không đem theo đồ gì, bệnh luôn. Lạnh quá chừng nhờ. Ở đây nó khác, còn Mèo Lý nó khác, Mèo Lý lạnh lắm. Đài Bắc còn lạnh hơn nữa. Yeah. Đài Bắc sư phụ chịu không nổi bò xuống đây. Đài Loan nó khỏe chỗ đó đó. Mình đi vài tiếng đồng hồ cái khí hậu khác liền. Mà trong cái đảo nhỏ xíu à, lấy xe mấy tiếng hồ cái khác nhau. Núi rừng đây hùng vĩ. Trong mà giờ mình khuyên là lắm. Cái chỗ sư phụ mấy con ngồi trước con kia. Đây đi ra xa mà nó khó vô nữa. Leo núi trèo non lội suối mà. Tôi đây dễ mà, cũng bắt cầu quá. Nói mà nó thành ra cũng có gì đâu. Tắm rồi dễ rồi vui lắm. Dưới hồ nước đẹp hả? Trong dạ, nước trời. Mấy cuộn hồn đá. Ban đêm đi thấy giọt nước thì cũng khỏe rồi. Ban đêm. Cái sông nào mà đẹp như vậy ha. Trạch sạch. Đi quen rồi. Cũng hay ở.
đi quen cái nhẹ đi, muốn về nó đi cái nhẹ luôn. Thì con hả? Cái này cô là cái hôm đầu tiên mà được sư phụ, cái hôm đầu tiên mà con đến đây thì là không cách nào cũng cái đồ được đi step. Đau quá hả? Nhưng không người con bị ăn sông với là hết đất luôn, nó quá mất. Con phải ngồi trên kia chờ, chờ xuống. Ngày hôm sau mà tắm được cái nước suối, bao nhiêu bệnh lành hết. Không còn thấy cái gì cả. Vậy. Cái đó thật là thân tình. Nhiều người như vậy. Những người nói chuyện không nói, ra hơi là uống nước cái nói được. Cho phó. Ở đây một thì là cái nghe tiếng nhảy từ âm hai bên. Có chuyện lạ lùng vậy hả? Thấy thoải mái. Vậy đáng đồng tiền bất gạo hả? Ngày đầu tiên là đủ vốn rồi hả? Dạ. Nói gì kiểu Khôi á hả? Khôi ngày đầu tiên đủ vốn hả? Rồi quý vị ăn uống xong chưa? Còn dư đem về phát cho miền Nam đủ không? Có đủ không? Phát cho người Việt Nam mà chắc đủ chứ. Thì đem miệng phát cho mấy người Việt Nam mà hôm trước có khiên á. Sao khóc vậy? Khóc thì khóc cho đã chứ, giống anh đằng sau đó chứ. Anh mới phát cho mấy người của thiên điệu mà tôi vừa mới phát đó. Hoặc là người ngày mai 21 thì còn dân từ 21, người nào thiên chịu đưa cho anh đó. Mà người nào có công gì đó. Không có nhiều. Anh lén lén phát được. Phát tùm lum để dành rồi. Chưa ăn được miếng kẹo rồi đè xuống đất. Người nào đấy ăn đất không. Ôi, con bài vừa học, khó coi ha. Mấy cái tạp chí như ở chùa như thế, mấy tạp chí như thế. Tạp chí nó dịch gì đâu, tùng tay mệt. Đọc cũng cảm động, thấy những lời thành tâm của người ta đó. Như thế ngồi đầu khóc thần. Tay khóc khó coi ha. Thử cái tay xử. Ngày xưa mà sư phụ là chỉ có coi nghe cách xét không là cũng nghe cách xét không là cũng bố lẹ đi ở trên xe đó sư phụ, rồi coi video cũng vậy, nghĩ đến sư phụ lúc nào cũng không nên là nghĩ đến là có thể là ứa mắt. Sư phụ cứ không biết làm sao nhưng nó dần sư phụ. Nhưng bây giờ cái cảm nghĩ là khi cái lời sư phụ nói về những người Việt Nam cái hôm con tử giã là nếu con đang ngồi thiền là thế nào cũng khóc, cũng không thể làm dần nổi. Người Việt Nam tình tội nghiệp chưa hả? Dạ. Đó có tự do gì đâu. Cái sự vụ trong đó nó có ít lợi rất nhiều là những cái thể nghiệm của những quý vị đồng tu của mình khắp cả nơi đó sư phụ, thì gom góp trong đó hết. Chẳng những cái chúng con coi thì nó củng cố cái niềm tin sâu đậm hơn, mà những người ngoài ta coi rằng rồi những cái tôn giáo ta thấy rõ cái vấn đề, thành ra nó sẽ trở lại nó hòa bình hơn. Như ở bên đạo Cao Đài thì từ trước tới giờ người ta tin rằng đạo Cao Đài nữa sẽ truyền bá cái giáo lý của Thượng Đế đến năm đầu. Giờ đó anh ta có cái cảm nghĩ rằng đạo Cao Đài sau thì cái giáo lý của đạo Cao Đài sẽ thực hiện được năm châu. Nhưng mà đến bây giờ mặc dầu cái người Việt đã đến năm châu rồi
nhưng mà đạo Cao Đài thì không có truyền bá được cái giáo lý đó. Mà cái tôn chỉ của đạo Cao Đài á, là quy tam giáo và hiệp ngũ chi. Mà tam giáo thì không quy nổi, thì hiệp ngũ chi thì càng không nổi nữa. Nhưng mà trong cái những cái những ngũ chi đại đạo đó, sư phụ, là gồm có Khổng giáo, Lão giáo, Thiên Chúa giáo rồi. Dạ. Thành ra, nhưng mà khi mà đọc những cái thể nghiệm của các nơi á, trong những cái cuốn tạp chí, nhất là cuốn tạp chí số 21. Dạ. Số 21 thì trong đó có cái thể nghiệm của một quý vị ở bên nước, nếu mà con nhớ mình ở Phật Tân ở đâu đó. Thì có một cái vị đó người Việt Nam, mà vị đó tu hành cũng rất là lâu rồi. Thì vị đó ngồi thiền, vị đó mới nói rằng nước Việt Nam sau này sẽ có vị Phật, mà vị Phật đó xuống thì vị Phật đó uy, nghĩa là năm tôn giáo lớn nhất của hoàn cầu lại là một. Dạ. Thành ra ông đó ông mới bắt đầu ông đi kiếm, ông nói tất cả những quý vị thiền sư Việt Nam nổi tiếng thì ông đều đến để ông gặp hết, rồi ông thử thách. Nhưng mà ông thử thách thì ông thấy không ai hơn ông hết. Rồi cuối cùng ông nghĩ chắc là tôi. Cuối cùng ông nghĩ ông là chắc là ông đi. Dạ, ông chắc là ông. Cái lúc đó ông chắc ông cu khoái lắm. Như mà một ngày nọ thì ông gặp vị Quán Âm sứ giả. Cái ông phát cho ông cuốn sách, cái ông đem về ông coi. Ông coi xong thì ông mới ngồi thiền trở lại. Thì giờ hôm sau ông lại gặp cái vị Quán Âm sứ giả đó, thì ông nói tôi ngồi thiền á, thì tôi thấy rằng sư phụ của anh á, đúng là vị Phật, khổ Phật, và vị đó là sau này sẽ quy năm tôn giáo lớn của hoàn cầu lại. À, thì như vậy thì nó ích lợi cho các tôn giáo rất nhiều. Mặc dù bây giờ người ta không chấp nhận vấn đề đó, nhưng mà từ từ người ta sẽ thấy rằng chỉ có sư phụ mới có thể làm hòa đồng được mấy tôn giáo. Bởi vì sư phụ không đứng về phía Phật giáo, sư phụ không đứng về Thiên Chúa giáo, mà sư phụ cũng không đứng về một cái tôn phái nào hết. Thì vậy cái giáo lý của sư phụ đó là coi như là cái tôn chỉ của đạo, chân lý của đạo. Thì lúc đó họ sẽ thấy thì hòa bình cũng không bao lâu nữa. Thì như vậy thì họ sẽ biết rằng Việt Nam có Phật là đúng. Con thấy ở trong cái cuốn Khai Ngộ số 2 mà tự nhiên con coi cái câu mà trong đó sư phụ có viết rằng vạn pháp là một, một là vạn pháp. Thế con coi xong thì con thích lắm. Và con thấy rằng tự nhiên mình có cảm nhận được. Rồi khi mà con nghe cái cuốn băng đã nhiều lần rồi, khi là lấy tình thương xóa hận thù, thì sư phụ có nói rằng bất cứ một người nào đến nhà quý vị coi như là trời, như là Phật, thì người ta sẽ là trời, là Phật. Thì gần đây con nhận được rõ điều đó. Vì trong Thánh Kinh Chúa Giêsu có nói rằng love your neighbor, also love your enemy. Và thưa sư phụ, là nếu mà Thượng Đế đã ở trong chúng ta, thì chả nhẽ chúng ta lại ghét cái kẻ thù của chúng ta sao? Vì kẻ thù của chúng ta cũng có Thượng Đế ở trong. Thì mấy người kỹ nữ cũng có Thượng Đế ở trong. Dạ đúng. Còn hết cái đó. Hết rồi, hết bệnh rồi, hết bệnh. Bệnh khinh người, bệnh bệnh phân biệt hết rồi. Dạ, thưa sư phụ nói đúng, bỏ khoảng đó. Đó là mình khinh đã chứ, mình nghĩ mình ngon lành hơn, đã làm kỹ nữ đâu cũng ngon. Thưa sư phụ đâu cái óc nó chung là cái mai đó. Dạ, cái mai đó. Maya. Má. Mai là má. Yes, yes. Thưa sư phụ, nếu mà muốn control là bằng cách nào? Chỉ có cách thiền. Control gì? Control cái mai hoàn toàn. Bằng sự hiểu biết chứ. Bằng sự hiểu biết, thiền bằng sự hiểu biết. Bằng cách cho người nghe giáo lý, người ta thấy. Mình tỉnh ra. Còn mình thiền, bước bằng lần. Bây giờ mấy người mới, mỗi lần mình đạp được, mình ngồi. Try all the way. Yeah?
cách nào mà tốt như của mình thì nằm quỳ ngồi đứng nó cũng tạp như được hả? Mình đừng, mình ignore, không có để ý tới nó. Nó nghĩ gì kệ chăng. Mình cứ niệm chuyện của mình, mình làm chuyện của mình ha. Nó nghĩ cho nó nghĩ, nó nghĩ nó thôi. Cũng như cuốn băng mà, nó quay ngồi luôn hết, hết tài liệu rồi, nó thôi luôn. Trong cái lá thư của sư phụ ở bên Costa Rica mà gửi cho tất cả quý vị đồng tu ở Mỹ, Canada, có nói rằng làm tốt, nói tốt, nghe tốt, nghĩ tốt. Thì lúc về sau này cũng thấm thấy ý của con. Thấm hả? Vâng. Tại vì thưa sư phụ rằng khi mà mình nhìn đến một người bạn hay một người đồng tu thì trước mặt mình là sư phụ, thì mình làm sao mà mình không nghĩ xấu cho họ. Tại vì sư phụ mọi người đều có hóa thân. Thì cái người mà trước mặt mình cũng có sư phụ của mình thì mình kính trọng họ chứ có cái gì đâu. Nhưng người ta cái mind của họ cũng problem lắm. Khổ nhỉ. Mình thích họ nhưng mà cái đầu óc của họ không thích họ. Đó họ khó chịu. Không. Khổ như vậy. Cũng có chứ không phải không có. Cái đó là phần vì họ. Họ tốt nhưng cái đầu óc của họ tạp nhập. Cũng nhiều khi đó mình cũng không có cái nào mà mình điều khiển nó được. Khổ như vậy. Cái người nó tốt nhưng mà cái thói quen của họ không tốt vậy thôi. Mình cũng vậy. Cho nên nhiều khi mình ghét là ghét cái thói quen của họ chứ không phải ghét cái họ. Không phải ghét người họ. Đúng. Cảm ơn nhân đừng phá lên vậy. Tất cả đang nghĩ bạn được thách nó. Đưa đi. Nhưng mình thách đó là không sao. Mình đang nghĩ nó lại tới. Không tới. Thử đánh xong đây nè. Thế sư phụ có nhiều khi nếu mà con trường hợp đó thì con cứ đổ lỗi tại con. Con nói tại vì kiếp trước là con có như vậy. Bây giờ thì cứ làm đi. Rồi về là con thiền là con nghĩ bên trong cái lỗi của con. Thì thưa sư phụ một dần thời gian nó đã. Chứ còn không thì là tức chết hả? Tức lắm. Tức mắm chịu không nổi. Chứ thôi là nó khiếp lắm á. Khổ à. Vậy là tốt lắm á. Là biết cách control, biết cách điều khiển con người của mình á. Với lại dĩ hòa vi quý. Người ta có chửi mình là chắc là kiếp trước mình có làm cái gì người ta đây, mình có phỉ báng người ta đây. Chứ còn cái gì. Thưa sư phụ, ngày xưa con chưa tu hành thì cũng là khó khăn lắm. Ăn uống là phải, nghĩa là rõ ràng lắm. Bây giờ thì nó sư phụ như là chẳng hạn nghe băng sư phụ nói là sư phụ ở bên hồi xưa đi học với sư phụ chỉ bỏ tất cả mọi đồ ăn vào một thứ đậu nó đậu kia là con làm sao theo là cũng ăn vâng ăn cũng được mà ngon lành chết chóc gì mà sợ chết chóc gì đúng vậy chứ nhiều khi sư phụ đi vô trong núi rồi bế quan thì cũng một mình đồ ăn đâu có nhiều gì ở ngoài này đâu thì cũng nấu gì cũng ăn qua bữa thôi có một lần con thử như thế này sư phụ là con ăn cái sandwich 6 tháng mà một bên là peanut butter một bên kia là cheese nhưng mà khi con niệm năm vị xong con niệm danh sư phụ niệm danh tam thế sư phật rồi xong khi đó cũng là sư phụ con ăn ngon này thì cái lúc đó là cái lỗ tai con là bao giờ cũng nghe cái băng của sư phụ thì ăn xong một cái không có gì cả nhưng mà ăn ngoài nó tan chết. Thế con thử sư phụ là 6 tháng thử, đúng khi về sau này về sau này khi mà vợ con bắt đầu nấu đồ chay cho con thì vậy hả hôm trước không có hả dạ tội nghiệp không thì cũng từ từ vậy cũng không chết chóc gì hả dạ đâu có sao đâu tại vì mình biết chân đạo mình biết là cái chánh đạo quý báu dạ. Còn bà thấy tội nghiệp quá, bà cầm hồng đỏ vào cái lâu chày. Dạ. Khảo nghiệm bà 6 tháng hả? Vâng, thưa sư phụ, nhưng mà thưa sư phụ, cái đường mình đi. Tại vì mình biết, mà có nhiều khi muốn diễn tả. Diễn tả không được. Dạ, mà diễn tả không được. Mà con nói là sư phụ bất cứ một cái lời của sư phụ, bất cứ một cái gì ở trong đó, mà sư phụ đã nói là còn phải giao. Tại vì tất cả những thể hiện mình không nói cho ai không hay là bất cứ một cái gì cả thành thử ra chỉ có trước mặt sư phụ là nói thì khi mình nói được mà ta không hiểu đúng rồi với lại cái cảm tưởng của mình với cái cảm thể hiện mình nói không được cũng như tình yêu của bà xã mình nói ra không được nói sao nói không hai người yêu nhau hai người biết rồi không biết nhưng nói thật
cái bà nó có gì đâu mà anh nhớ bà hoài vậy. Mà mình thì cũng biết bà không có gì đâu mà sao nhớ hoài chứ. Đại khái nó vậy ha. Tình yêu của phàm nhân còn như vậy, hú hú gì mà. Những cái tình cảm thiêng liêng mình đâu có diễn tả được phải không? Đúng rồi. Nên thôi kệ. Mà là khi theo đi từ chỗ Pháp Môn Pháp Hành á, theo sư phụ tu hành phải có phốt hết rồi. Theo sư phụ thì tu hành Pháp Pháp Môn Pháp Hành và tự nhiên mình chọn bạn có được. Dạ. Tự nhiên người bạn mà thân thiết cũ mình cảm thấy xa lạ. Và ngay khi con về vì tham á là người bạn thân thiết của con cũng muốn đến mà là thăm cái người bạn đồng tu ở đâu cũng đến nhé, con cũng mò tới cho được và dạ, mà nghe cái chuyện sư phụ nghe cả ngày cũng không chán. Dạ, dạ nghe hoài cũng không chán. Dạ, hình như là giống như mê rồi sư phụ. Mê cái phải như vậy. Dạ. Là giống như vậy. Dạ. Những cái bạn từ xưa đều coi như là rời hết mà bạn tu kiếm bạn tu. Giê-xu cũng nói như vậy. Giê-xu cũng nói như vậy. Mẹ của ngài và chị đến thăm, cái nói mẹ và chị của ngài đến. Giê-xu cũng thẳng như nó mẹ ta là ai, chị ta là ai, chỉ có những người đi theo cùng chung lý tưởng của ta. Làm việc cho cha ta mới là mẹ ta, mới là chị em bà con thân thuộc thôi. Thì mình bây giờ mình thể nghiệm tràng hoàng rồi hả? Chuyện gì trong thánh kinh nói mình hiểu hết rồi, rõ ràng như vậy. Thấy đống lửa chứ là thấy thượng đế là mình thấy rồi. Nghe tiếng thượng đế như tiếng trời gầm hay tiếng nước này á, mình nghe thôi hả? Thấy chứ thôi thì mình đi dìa chứ hả? Đủ rồi hả? Mở nước thôi mà cả cái dây ngủ tới bây giờ. À, cảm ơn sư phụ. Sống sao như vậy cũng vui, chứ nếu không tâm quá sư phụ đâu có tiếp đãi gì được bao nhiêu. Không, đại diện thôi ha. Ok, thôi đi về động đi. Dạ, cảm ơn sư phụ.